Trong quy hoạch và phát triển đô thị, cây xanh được ví là lá phổi xanh, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường không khí trong lành, cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan và thích ứng biến đổi khí hậu. Trồng cây xanh thì cũng có gây bóng mát cho những người đi bộ nè, với những giấc trưa đồ, cũng có nhiều nghỉ trưa đồ, anh ta đi nắng, anh ta ghé, cũng mát mẻ. Cây xanh hiện nay là được trồng công viên và vỉa hè, các khu dân cư tạo không khí trong lành là cho bà con, nhằm góp phần là cảnh quan đô thị thêm sạch đẹp. Quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt ra mục tiêu đến năm 2025, diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6-8 mét vuông một người. Đến năm 2030, đạt khoảng 8-10 mét vuông một người. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của cây xanh trong phát triển đô thị ở Việt Nam. Chính phủ cũng đã triển khai thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Đây là những cơ sở quan trọng để thành phố Vĩnh Long thực hiện hiệu quả các dự án trồng cây xanh tại các tuyến đường, vỉa hè, công viên và cơ quan doanh nghiệp. Cây xanh đô thị là loại cây được trồng trên đường phố, công viên, vườn hoa, thảm cỏ tại quảng trường và các khu vực công cộng trong thành phố, gồm cây bóng mát, cây trang trí, dây leo, cây mọc tự nhiên, thảm cỏ trồng trên hè phố, giải phân cách, vân vân. Tại thành phố Vĩnh Long, công tác phát triển cây xanh đô thị gắn liền với việc hình thành các tuyến đường mới. Ngay khi xây dựng kế hoạch, hạng mục cây xanh đã được xác định đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định đối với cây xanh đô thị. Việc trồng cây xanh phân tán được thực hiện tại các tuyến đường và khu dân cư. Cây xanh che bóng mát, tạo nét đặc trưng cho các tuyến đường, khu phố, giúp đô thị đáp ứng tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng đô thị văn minh. Từ khi làm lộ bờ kinh thì người dân rất phấn khởi, như là có vỉa hè sạch sẽ, có cây xanh, có đèn điện. Cây xanh thì người dân hàng ngày cũng chăm sóc cây, tưới rồi cho cây nó tốt, đừng mà nó mau có bóng mát cho vỉa hè. Cây xanh đáp ứng đúng mật độ so với diện tích đô thị và dân cư sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá phân loại đô thị. Toàn thành phố Vĩnh Long hiện có hơn 22.420 cây xanh đô thị và trên 130.000 mét vuông diện tích thảm cỏ bồn qua, với diện tích cây xanh bình quân đạt 7,3 mét vuông một người. Cây xanh đô thị Vĩnh Long được trồng tập trung tại các công viên, các tuyến đường, khu dân cư với nhiều chủng loại như xà cừ, cây sao, cây dầu, bằng lăng, bã đậu và cây điệp. Hiện trên địa bàn thành phố Vĩnh Long có một số đơn vị chuyên thực hiện công tác quản lý, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh. Hiện nay đơn vị đang quản lý khoảng hơn 12.000 cây xanh trên các tuyến đường nội ô thành phố và các khu dân cư. Ngoài ra còn kiểm tra, còn chăm sóc các dãy phân cách tiểu đạo, vỉa hè. Công việc chăm sóc cây xanh thì được đơn vị quan tâm và kiểm tra thường xuyên, duy trì các cái nhánh, lấy nhánh khô, gom mé những cái tàn cây nặng tàn, khống chế chiều cao và chống sửa những cây nghiêng, tưới chăm sóc các cái cây tiểu đạo, vỉa hè và các dãy phân cách thì được tưới mỗi ngày. Những ngày mưa thì công ty sẽ ngưng, ngày bữa sau thì mình tưới tiếp. Cây xanh là một trong những điều kiện cần thực hiện có chỉ tiêu và quy hoạch cụ thể khi xây dựng các khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Người dân đô thị khi sinh sống tại các khu dân cư cũng không ngừng nâng cao ý thức để chăm sóc, chung tay bảo vệ cây xanh, giữ cho đường thông hè thoáng, sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với cây xanh đường phố, cây xanh tại các khu dân cư cũng là yếu tố quan trọng giúp đô thị Vĩnh Long đạt tiêu chí về cây xanh. Khu phố Hoa Lan là một cái khu phố thực hiện cái nếp sống an toàn văn minh, trong đó là cái việc mà thực hiện cái mỹ quan đô thị được ban điều hành cũng như là dự án này đã được chủ đầu tư là xây dựng, đã có những kế hoạch ban đầu trong dự án. Trong đó cái hệ thống cây xanh được là quy hoạch dọc theo cái dự án xây dựng, và cây xanh được trồng khi mà dự án bắt đầu, và đến nay thì cây đã lớn và được duy trì và phát triển để đảm bảo vẻ mỹ quan cũng như là cái an toàn sức khỏe cho nhân dân sinh sống.
Thì cái hệ thống cây xanh này trước đây thì được chủ đầu tư là đầu tư xây dựng và trồng. Sau đó thì nhân dân tiếp tục và duy trì. Và hiện tại nhân dân rất ý thức trong vấn đề và bảo vệ cây xanh, là chăm sóc là cho cây xanh phát triển, mà đồng thời cũng là những cây xanh mà nó đã lớn, tán lớn rồi đó thì cũng ý thức là tỉa cành tạo tán để đảm bảo là không xảy ra tai nạn đối với người dân trong mùa mưa bão, mà đồng thời cũng là duy trì cái hệ thống cây xanh được là sáng xanh sạch đẹp, cũng như đảm bảo về yếu tố sức khỏe cũng như mỹ quan đô thị. Phường 8 là nơi có các công viên, khu chức năng, hệ thống cây xanh được bố trí mật độ khá dày. Vừa tạo nên những khoảng không gian xanh trong lành, giúp cho đô thị Vĩnh Long có những điểm nhấn riêng. Đồng thời đây còn là nội dung quan trọng để Vĩnh Long thực hiện xây dựng thành phố xanh, văn minh, hiện đại. Khu dân cư Vật Lũ, phường 8 thì cũng có nhiều cây xanh. Thì cây xanh nó cũng tạo bóng mát và không khí trong lành cho người dân. Tôi cũng thích cây xanh nên cũng trồng thêm hoa kiểng ở trước. Và sẵn tiện vậy mình chăm sóc luôn cây xanh. Cùng với trồng mới, tuyên truyền để người dân đô thị nâng cao ý thức trong việc giữ gìn cây xanh. Việc kiểm tra, bảo vệ, thực hiện trong mé cây xanh trong mùa mưa bão là công tác trọng tâm của các đơn vị quản lý cây xanh. Theo thống kê của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vĩnh Long, trên địa bàn thành phố hiện có 146 cây xanh cổ thụ, có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên. Các loại cây lâu năm tạo bóng mát này tập trung tại một số tuyến đường như Mậu Thân, Hoàng Thái Hiếu, Lê Thái Tổ, Phạm Thái Bường và khu vực Bảo tàng Vĩnh Long. Vừa qua, do ảnh hưởng của mưa bão, dông lốc, trên địa bàn thành phố Vĩnh Long xảy ra 16 trường hợp cây xanh bị gãy cành, bật gốc tại các khu vực phường 1, phường 3, phường 4 và phường Trường An. Nguyên nhân chính của việc đổ ngã được xác định là do tác động của mưa dông khiến cho nền đất yếu, độ bám của rễ không sâu khiến cây dễ bật gốc. Nhiều cây còn bị sâu bệnh tấn công, làm cho thân cành bị mục rỗng. Các trường hợp cây xanh gãy đổ không gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân, nhưng cảnh báo về tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ cây xanh trong mùa mưa bão. Hồi nãy thì đang mưa lớn thì có sấm chớp rồi, thì có một lúc thì cây gió lớn, rồi sau cái một hồi thì em nghe tiếng ngã xuống thì em ra em thấy cái cây này nó chóc gốc, cây nó ngã thì vô ngay cửa nghe mà xong nó ngã xe đậu gần đó. Và nó bị ngã, nó bị bể cái kiến xe của chiếc xe đầu kia. Cũng như trời mưa gió lớn, tôi đang ngồi ngay chỗ đó đó là cái cây nó ngã về hướng đó, là tôi mới chui ra, tôi thấy, tôi dòm lên, tôi thấy cái cây nó nghiêng nghiêng đó là tôi chạy ra, tôi chui ra. Kiểm tra trong mé nhánh cây trước và trong mùa mưa bão là công việc thường niên định kỳ của các đơn vị chăm sóc cây xanh. Trên các tuyến đường nội ô có mật độ dân cư cao và lưu lượng phương tiện giao thông qua lại đông đúc, vỉa hè có cây xanh cao, cành tán nặng đều được kiểm tra, xác định nguy cơ để xử lý sớm việc trong mé cành, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa dông. Về công tác mà mình đốn ngã cây xanh trong mùa mưa bão á, thì anh em công ty là phải tăng cường nó gông mé nhánh rồi hạ chiều cao, rồi đội kỹ thuật thì đi kiểm tra những cây nào nghiêng đổ thì mình chống chọi lại. Còn so những cái cây mà cổ thụ nó lớn á, thì mình phải kiểm tra cái sâu với cái hệ thống rễ nó an toàn không. Nếu không an toàn mình cho xử lý. So với ngày thường của mình thì công việc bây giờ nó phải gấp đôi như hồi xưa. Anh em cũng ở túc trực như là chỉ mưa gió gì đó. Thì cũng có một công ty, có một đội túc trực để mình có sự cố gì thì mình xử lý ngay liền. Để phát triển cây xanh đô thị, vừa tạo mỹ quan, không gian kiến trúc đô thị, vừa đảm bảo an toàn, thành phố Vĩnh Long cũng đã ban hành danh mục cây trồng, cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng và cây trồng hạn chế trên địa bàn theo quy định pháp luật. Cùng với đó là việc chủ động trong công tác rà soát, kiểm tra và xây dựng phương án xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh đổ ngã trong mùa mưa bão. Sau khi mà nhận được tin báo thì đơn vị quản lý như Phòng Quản lý Đô thị và đơn vị chăm sóc cây xanh tiến hành đến ngay hiện trường để cắt gọn, thu dọn, vệ sinh để tạo thuận lợi cho người dân đi lại bình thường. Trong thời gian tới thì phòng với đơn vị chăm sóc cây xanh ngoài việc thực hiện theo kế hoạch và tăng cường thêm nữa việc kiểm tra, giám sát tất cả các cây xanh trên địa bàn thành phố, là coi cây xanh đường phố cũng như là cây xanh trong các công viên, bờ kè để có hướng xử lý kịp thời trong cái mùa mưa bão này để chăm sóc được tốt hơn. Tiếp tục thực hiện mục tiêu của chính phủ về việc trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.
thành phố Vĩnh Long triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển cây xanh. Trong đó, chú trọng vấn đề chọn giống cây xanh, bổ sung và thay thế kịp thời để phát triển hệ thống cây xanh đô thị, đồng bộ với quy hoạch, phù hợp đặc điểm của không gian, đáp ứng yêu cầu mỹ quan, điều kiện thổ nhưỡng. Đồng thời, đảm bảo quản lý không gian xanh đô thị an toàn, hiệu quả.